mình là Huy và đứng bên cạnh mình đây là chú Nam. Chú là một khách hàng đến từ từ Sơn Bắc Ninh, chú qua bên này để mua côn và tiện thì mình và chú sẽ giao lưu một chút, bởi vì là chú có kể qua là chú cũng tập côn qua những cái video mà mình dạy trên mạng trước đây. Bây giờ chú đánh cho cháu xem những cái gì mà chú hay luyện tập hàng ngày nhá. Chú cứ đánh bình thường thôi, những cái gì mà hàng ngày chú hay tập thì chú cứ đánh. Chú thì tập được mấy động tác thôi. Vâng, chú cứ đánh đi, chú biết cái gì chú đánh cái đấy. Động tác. Cái không gian hơi hẹp một chút, cần mạnh đúng không? Vâng. Chỉ cần gọi là mô phỏng đúng không? Vâng, chú cứ ra lực đi, thoải mái. Hoặc là động tác chuyển tay. Vâng ạ. Chuyển này. Vâng ạ. Rồi. Chưa được nhanh đúng không? Thế là được rồi chú. Dần dần mình tăng tốc lên. Tăng tốc thì nó phải có lực được rồi. Đúng rồi ạ, chú hít có lực và hãm. Hít mạnh rồi hít hãm lên. Ừ đúng rồi, hít hãm. Vâng ạ. Hoặc là động tác cái động tác kẹp nách này. À đây rồi. Động tác này có đúng chưa? Hay là vẫn còn mắc độ nó vẫn phải thẳng tay ra một chút nữa. Vâng ạ. Thẳng tay ra một chút nữa. Động tác kẹp nách. Vâng ạ. Có được không? Được, rất tốt. Tiếp tục đi chú. Có những động tác như là vô chéo này, hoặc là bạc ngang này, kiểu. Những động tác đấy thì chú chưa tập. Dạ. Vâng. Chỉ tập được mấy động tác. Vâng. Đánh như hôm nọ có đồng chí ở in bài cũng đấy. Vâng. Đánh. Vâng. Chưa tay làm sao bắt. Vâng. Cho vào hông đúng không? Vâng, đúng không? Vâng. Chưa bắt, phía sau, chuyển lên đánh. Đấy. Đúng rồi ạ. Đây là sáu bát đúng không? Vâng ạ. Từ trong quá trình mình chiến đấu mình phải di chuyển đúng không? Đúng rồi. Đây chỉ gọi là mình trong lúc tập mình có phải không? Có phải dèm những cái bước có chứ? Có chứ. Nên đây không gian hơi hẹp nên cháu hơi khó để. À không, đây là chỉ cần chỉ cho chú. Vâng. Vâng. Chỉ chú này. Vâng. Mình biết thôi. Vâng. Thế thì trước khi mà hướng dẫn cho chú cái đánh côn ấy thì cháu sẽ hướng dẫn cho chú cái di chuyển đã nhá. Đây cháu sẽ chỉ cho chú cái di chuyển này. Di chuyển của chú di chuyển như thế này. Đây. Trước tiên là chú đứng hai chân rộng bằng vai. Sau đây chú kéo một chân này xuống. Kéo chân này xuống theo đúng đường thẳng nhé. Đúng đường thẳng, sau đấy chú đứng ra như này. Đấy, đứng ra như này thì cái cách di chuyển đây, mục tiêu ở kia. Đấy, đấy là cách di chuyển là chú sẽ tiến lên như thế này. Đấy, chú sẽ tiến lên như vậy. Đấy, như thế này, như thế này. Đây, chú tiến lên. Đấy, cái cách tiến lên là như sau. Đây, chú đứng ra đây, đứng song song với cháu nhé. Đây, đây ví dụ đây, chú xoay người theo cháu này. Đây, xoay người theo cháu, chú đứng lui vào đây. Đây là mục tiêu của mình ở đằng kia nhé. Đây, bây giờ này, chú đứng rộng hai chân này, sau đó chú nhún xuống. Đấy, nhún xuống, trùng chân xuống mình mới có độ bật nhé. Tiếp theo, chú dồn người sang bên chân phải để chân trái nó nhẹ hơn một chút đúng không nào? Chú bước một chân lên thế này, sau đó chân lại dê ra một tí. Đấy, cái cách đơn giản là như vậy nhé. Bây giờ, các bước là như vậy. Nhún ra sau này, bước, dê theo. Đấy, sau đó lùi thì nhấc chân này về. Đấy nhé, bước lên này. Lùi thì nhấc chân phải về nhé. Đây, nhấc chân phải về, chân trái, rút. Đấy, tiếp tục này. Chân trái bước, chân phải đi theo. Lùi về. Đấy. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Chú cần nhún người xuống một chút. Đây. Chú cháu mình cùng làm quay mặt vào nhau nhưng mà chú tiến nhá. Đây này. Đấy. Chú đứng rộng ra một chút như cháu này. Đấy. Chú nhún xuống. Đúng rồi. Nhún xuống như này cho nó quen nhá. Làm sao mà mình đang đứng như này này. Mình nhún xuống chỉ cái đầu gối thẳng xuống còn cái người mình vẫn thẳng như này. Chứ không bị cong như thế này.
mà cũng không bị cong mông ra, cũng không bị ngửa ra như này. Nên mình thẳng như này, mình dồn xuống, thẳng dồn trọng tâm xuống. Đúng rồi, dồn xuống và mình bước lên như thế này. Đúng rồi, đùi về. Đấy, bây giờ cháu sẽ hướng dẫn cho chú đang đứng như vậy đúng không? Bây giờ hai chú cháu mình cùng bước lệch sang bên này nhá. Chú nhìn cháu năm trước này, bước sang đây, rồi kéo về, chú bước sang mình đằng sau. Đúng rồi đấy. Bây giờ cháu sẽ hướng dẫn chú cái đoạn này, cái né tránh này nhá. Đây, này, này. Bước về sang đây một bước này, rộng ra, chú bước rộng ra một tí là xong nhá. Đây, chú tiến lên đây, tiến lên. Rồi, chuẩn bị nào, bước này. Đấy, lại quay về. Đấy, chú hãy tưởng tượng như là cháu đang ở, chú đứng thủ đi. Cháu đang ở đằng trước này, chú chờ cháu tí nhá. Cháu lấy cái đồ này, thì cháu sẽ hướng dẫn cho chú thế này. Đây, ví dụ như đây là một cái cây để gây hại này, một cái kiếm hay đao hay gậy bất kỳ nhá. Thì khi chú di chuyển ra, đấy, chú di chuyển ra là chú sẽ né được một cái đòn đấy. Cháu đây là đang dạy chú di chuyển, chú có thể dùng tay không, dùng côn, dùng gậy gì cũng được, không quan trọng cái chân. Đấy, chú di chuyển ra. Đấy, đấy, bây giờ nhá, cháu sẽ, ví dụ chú đứng im nhá, thì cháu sẽ được tiến lên cho đánh như thế này. Đấy, thì sẽ đánh vào đầu chú đúng không, nếu chú không di chuyển. Nhưng cái bước chân của mình dứt khoát và chỉ một bước ra, không lọt quá nhiều bước quá. Đấy, bây giờ là chú trùng chân xuống. Đấy, trùng chân xuống, sau đó là cái chân này dít sang đây, thì cái chân kia nó rút theo. Đấy, đã chuẩn bị nhá, lên. Đấy, đây là chú dùng quá nhiều bước rồi. Đây, ví dụ như chú dùng bước rồi đúng không, chú dùng tay phải chú đánh. Đấy, chú dùng tay phải chú đánh đây. Lên, chú bước một bước lên. Tức là như này nhá, cái cách đánh, tức là khi đánh, muốn đánh được thì chú phải đánh tiến lên để đánh đúng không ạ? Thì chú bước một bước lên, chú đánh đúng vào cái đây, đánh vào đây thì cháu sẽ di chuyển sang bên trái. Đây, đấy, lên. Đấy, cháu sẽ di chuyển sang đây. Thì chú cứ vụt, vụt kiểu gì thì vụt cua, thì là chú chỉ lao sang bên này thôi. Cháu đá một cái như này để chú bị trọng thương. Thì cái nguyên lý di chuyển như vậy mình sẽ kết hợp với côn. Đây, giờ chú cầm côn vào, cháu sẽ hướng dẫn cho chú một cái đòn này nhá. Bây giờ cháu sẽ hướng dẫn này. Khi mình cầm côn như thế này, mình cầm côn như thế này và mình di chuyển, mình đang đứng như thế này đúng không ạ? Hoặc đứng như này đi, thế nào cũng được nhá. Đấy, kể cả đứng trên này mình cũng di chuyển sang đây được này. Đấy, đây nhá, hai cách di chuyển này. Khi đứng chân phải trước, mình sẽ bước chân trái sang để lách. Hoặc khi đứng chân trái trước, mình chỉ việc dích chân trái sang đây và rút chân theo phải. Đấy, rút chân phải theo. Vâng, bây giờ chúng ta tập thế này cho dễ này. Đây, như thế này, trùng chân xuống này. Đấy, đối thủ ở đằng kia đúng không nào? Chúng ta thủ côn như này. Đây, cầm côn, chú đừng cầm này nhé, đừng cầm ngang nhé, để hơi chích lên như này, nó sẽ dễ dùng hơn này. Bắt đầu mình dích chân sang trái, sau đó mình đánh cái này ra. Đấy, đánh thế này nhá, không đánh ngửa ra thế này, mà tốt nhất là nên đánh vuốt xuống thế này. Vì nguyên lý là khi ngửa ra thì lúc đó chỉ còn cái phần ngón cái này là giữ côn là nhiều, và các ngón này giữ nó rất là yếu chỗ này. Nhưng khi chú đánh thế này xuống thì dù có bị đập vào cái, hoặc là bị dây quấn vào cái vật cản này, hoặc là bị đập vào nó nảy ra, thì cái tay này khi mình úp mình vẫn cầm côn chắc hơn là việc ngửa thế này. Ngửa nó dễ bung ra thế này chú nhá. Đúng rồi, hạn chế không đánh ngửa. Đúng rồi, đánh úp. Thật ra đánh ngửa nó rất dễ, đánh ngửa thì dễ thôi, mình không cần phải luyện tập nhiều, mình chỉ ra đây mình ngửa ra thế này là được đúng không nào? Nhưng mà mình cố gắng mình tập úp ấy, thì mình đánh úp này. Đây, mình đánh xuống. Đấy, chú làm theo cháu nhá. Rồi, bây giờ chú cháu mình, đấy, dích chặt chặt, dích chặt, đánh ra. Đấy, rồi đưa về vị trí này. Dích chặt chặt này, đánh ra. Đúng rồi, chú đánh nhá, chú đánh, chú đánh ra, chú kéo hết ra đây nhá. Kéo hết ra, nào, vị. Nào, dích. Đấy, bây giờ chú tập của mình cho cháu xem nào. Đấy, đấy. Rồi, chính xác là đánh vào cái tay ấy. Đấy, đấy. À, cái di chuyển của chú chưa tốt. Chú tập lại, cái chân trái dích sang một bước thôi. Rồi chân phải đi theo. Rồi, lên. Đúng rồi, đó như thế. Chân trái đúng không? Nhún xuống, chú nhún chân xuống để đi nó nhanh hơn nhá. Nhớ nhún chân nhá. Nào, lên. Chân trái đi trước nhá. Nào, lại nào, lên. Chính xác, chân trái đi trước và tay ra. Thế này ạ. Làm thế này, đấy nhá, dích chân trái và chân phải đi theo, không dích như này, và chân này đi sâu quá, nó dễ bị ngã người.
đúng rồi. Cháu chỉ cho chú cái này cho chú nhớ này. Cái chân trái đang ở đây chứ phải ở đây. Nó một khoảng cách như vậy thì chân trái sang một khoảng cách như này. Chân phải cũng đi theo một khoảng cách như vậy. Chân trái đi càng xa thì chân phải đi càng xa. Nó vẫn giữ cái khung người mình đứng như vậy. Vâng ạ, cái khung người mình vẫn như vậy nhá. Chứ nếu đừng như này rồi đi ra sau như này. Đấy, cứ như này. Thì dịch một cái thì mình vẫn đứng như này thì nó mới chắc được. Vâng. Đấy. Quan trọng là chân trái thứ nhất đi rồi chân phải đi theo nhá. Chân phải vẫn bị đi dề ra sau nhiều quá mà chân trái nó lại đi ít quá. Quá. Quan trọng nhất là chân trái mình dịch mình nhấc ra được xa bao nhiêu thì mình tránh được đòn bấy nhiêu. Nếu mà chân trái mình nhấc được ít mà chân phải nó đi được nhiều ấy thì không có tác dụng, vì lúc đấy cái đầu của chú vẫn ở đây. Tức là đây nhá, cái đầu đây. Ví dụ này, một đòn nó lên về đây. Chắc chỉ dích được khoảng này, nhưng mà chân phải cháu có đi nhiều mấy nó chỉ dích ra một tí thôi. Nhưng mà chân trái mình dích ra xa ấy thì cái khoảng cách của mình tránh xa cái đòn nó càng xa hơn. Quan trọng cái chân trái này nhá. Tức là chân mình hướng di chuyển này. Đấy. Đấy, chính xác luôn. Chính xác là như vậy. Chú buộc một đường chéo, chéo hẳn ra ngoài này. Cắt. Đúng rồi. Cắt đúng vào côn luôn, vào tay luôn. Đấy, bây giờ cháu sẽ lấy một cái côn múc để cho chú tập nhá. Chú tập chú đánh vào tay cháu xem thế nào nhá. Đây lấy côn bên này luôn. Lấy côn trong hộp này luôn. Đây rồi. Đây. Chú thử côn này. Đấy. Bây giờ chú sẽ di chuyển nhá. Chú thủ chưa? Cháu nên cháu đánh vào đầu chú ấy. Đây tay cháu không đánh vào được đúng không? Nhưng khi cháu bước lên một bước thì cháu sẽ đánh được vào đây đúng không? Đấy, thì bây giờ chú phải di chuyển sang trái nhá. Cháu đánh đúng cái đầu của chú đấy, nên chú không di chuyển nhé. À, sẵn sàng. Đấy. Chính xác luôn. Mà cái chân của chú chân hơi ấy, đúng rồi. Chân này đi ra chân sau của chú hay bị cái tật là nó đi sâu quá. Quan trọng là chân trái đi xa ra. Đấy, đấy. Chính xác. Đấy, mà đánh chưa đánh vuốt thôi, vuốt thẳng luôn. Vuốt. Đúng rồi. Vuốt thẳng thẳng tay ra, không đánh ngửa. Vâng, không đánh ngửa. Đây này, đưa cháu mượn cái côn đấy này. Đấy nhá, đánh như này. Thẳng ra, như này, cút, cút ra, đấy, như này, cái đường rất là bình thường. Đấy, cái đường thẳng như này nhá. Cắt luôn vào tay của đối phương nhá. Đấy. Đây này. Nó rất là dễ sử dụng, nó rất là dễ tập luôn. Về nhà chú chỉ tập dích chân sang trái và đánh côn xuống như vậy thôi. Đơn giản đúng không? Đơn giản nhưng rất hiệu quả. Đây cháu đánh không đến đúng không ạ? Nhưng mà cháu lên này. Lên là đến. Đấy, bây giờ chú dích này. Đấy. Đấy. Cái chân và cái tay của chú đi nó không được không được đồng nhất. Khi chú ra đến nơi thì tay của chú phải đánh vào nó thôi. Kịp thời. Đấy, để cho con di chuyển chú đứng vào đây. Đấy, để chú dích sang đây. Nhưng mà chú hiểu rồi đúng không ạ? Hiểu rồi. Đấy, lên. Đánh ra, đấy, chú đánh nhanh vào nhá. Chú cứ đánh, cái đấy là côn mút không đau đâu. Nhưng chú đánh thoải mái. Lên. Đấy, đúng. Chú cần phải đánh vào đây này. Chú đánh vào đây. Giờ vũ khí đúng không? Đánh vào đây thì mới tốt. Còn đánh vào đây không ăn thua. Đánh vào đây nó vẫn còn đánh, không đánh chú tiếc này. Như đây là cái đao thì sao? Nó đánh như thế này rồi nó lại lên thế này thì sao? Rất là nguy hiểm nhá. Mình phải đánh vào cái chỗ bàn tay. Cái lúc mà chú chiến đấu ấy, chú nhìn cái tay của nó ấy. Chú nhìn người, nhìn cái tay của nó, với cái chân nó di chuyển này. Ví dụ nó thấy đấy, đúng rồi, chính xác. Đấy, tức là nó chuẩn bị lên thế này là bao giờ nó nhấc lên thế này để nó lên rồi, nó lên như này thì nó đánh rồi, ví dụ thế. Thì lúc đấy mình nhắm vào đây này. Cái mình quan trọng là vào đây. Đấy. Giờ vũ khí đúng. Đúng rồi, đánh vào đầu nó là một điều rất khó, không phải là dễ. Cứ nghĩ là cái đầu nó to nó dễ đánh nhưng mà chưa chắc mình ăn chuẩn đâu. Cái nó đang gần mình nhất là cái này. Nha, chú ý này. Lên, đánh vào tay. Chuẩn luôn. Chuẩn tay luôn đấy. Đánh vào đây phát vào bay luôn. Lên. Đấy, chú phải nhìn vào đây nhá. Rồi, chú đứng ra đây, đứng ra dưới đây. Ra nữa, ra đây chưa? Rồi. Bây giờ chú thẳng chứ cháu rồi đúng không nào? Ví dụ cháu sẽ đánh một đòn bổ xuống nhá. Chú vẫn cứ đánh như vậy nhá. Này, lên. Đấy, đánh vào đây. Trúng đây luôn. Quan trọng trúng đây, chuẩn trúng đây không ăn thua. Đúng rồi. Đấy. Đấy nhá. Đây. Đấy. Ví dụ đây là cho thực tế này, chú đánh thì cháu sẽ bung gậy, đánh trúng đây cháu sẽ bung nhá. Không trúng lại cháu đánh tiếp này. Lên. Đấy, chú đánh như vậy. Trúng là nó sẽ đau. Bởi vì nếu như là một cái côn inox hoặc là côn gỗ mà đánh vào cái phần này là nó sẽ nát hết tay. Là gãy xương. Đây, cái chỗ này có đoạn xương đây. Và chỗ này xương cổ tay này, chỗ cổ tay này là yếu. Gãy xương. Đấy, gãy ngay nát ngay. Đấy nên là xương thì còn chiến đấu gì nữa. Vâng. Cái cơ bản vậy thôi, nó không cần phải quy thử chỉ cho chú cái động tác kẹp lách như vừa rồi. Kẹp lách à? Đây nhá. Thế thì cháu sẽ chỉ cho chú động tác kẹp lách mà lại kết hợp cái vừa xong cháu dạy cho chỉ cho chú là di chuyển đấy.
cái cái nách nó phải có di chuyển, chứ mình không thể đứng một chỗ này mình đánh người ta được. Mình muốn đánh hay mình muốn thủ là mình phải trong lúc kèm nách là mình phải có di chuyển đấy. Thì thường thì cháu sẽ trong chiến đấu thực sự, nếu mà ngoài cái việc luyện tập ra, trong chiến đấu thực sự thì cháu sẽ cho cái tay này ở phía trước. Cái tay nào kẹp nách thì là cái hướng chân đấy của cháu ở phía trước. Đúng rồi. Đấy, bây giờ chú cháu mình tập theo hướng này nhé. Đấy, kẹp thì kẹp ở đoạn nào? Kẹp thế này nhá. Đây chú đang cầm ở giữa côn này. Thì chú đưa về chú kẹp ở giữa côn. Nó lòi ra ngoài một đoạn. Đấy, chính xác là như vậy nhá. Chưa chưa còn kẹp sâu vào đây. Không ạ. Khi mà chú kẹp sâu vào đây, chú nhìn này, nó sẽ lủng lẳng này. Khi chú mổ ra thì nó đường côn nó không được thẳng. Vì khi như này mình vuốt là nó vẫn theo đường côn, nhưng mà đây mình vẫn bị kẹp cái dây côn vào này. Mình cũng muốn nhả ra nó cũng khó chú nhá. Thứ hai này, chú cứ đứng vào đây, chú hướng ra đằng kia để cháu hướng dẫn nhá. Đấy, đây chân này lên chú. Đấy ạ. Khi kẹp nách này, dây côn bao giờ cũng phải căng. Đấy, mình luôn luôn kéo căng ra. Đấy, luôn luôn kéo căng ra nhá. Chứ không đừng ngửa tay như này nhiều quá, mà hãy để như thế này. Đấy, tức là ngửa như này nó khác như này đúng không ạ? Cái cổ tay mình đừng để ngửa ra như này. Mình để thẳng như này này. Đấy, sau đấy thì là dây phải căng chứ đừng để trùng. Để trùng là nó sẽ bị mất. Cái lúc mình đánh mình lại mất cái công, mình phải kéo căng rồi mình mới xuất được chiêu. Luôn luôn để căng nhưng không phải lúc nào cũng kéo, gọi là để hờ hờ căng như này nhá. Đấy, khi đấy này, cái chân chú nó xuống thế này. Đấy, nó xuống thế này này, lưng thẳng lên này, lưng thẳng về phía đằng này, đúng rồi. Đấy, hơi ngửa rồi. Đấy đấy, như thế này nhá, chú chân chú cần rộng ra một chút xíu nữa. Đúng rồi, nhún xuống. Sau đấy là tay chú thủ lên như thế này. Đúng rồi, thủ lên như thế này nhá. Đấy, thì bây giờ thì chúng mình sẽ đánh động tác mổ nhá. Mổ vào trán và trên phần đầu trên này ạ. Đây, bây giờ chú cháu mình tiến lên như thế này. Đúng rồi, mổ ra kẹp. Mổ ra như thế này, đưa về đây kẹp luôn. Mổ ra kẹp luôn. Vâng ạ, mổ ra kẹp luôn. Một cái luôn, đơn giản luôn. Đây, chú đứng tại chỗ. Đứng tại chỗ này. Bây giờ chú tập mổ ra, đưa về luôn. Chính xác, mổ ra, đưa về luôn. Chính xác, mổ ra, đưa về luôn. Đấy, đấy nhẹ nhàng luôn chú. Đó, thì lát nữa mình đánh mình cũng sẽ đánh như vậy nhá. Cái động tác này có ý nghĩa như sau này. Mình sẽ đánh liên tục, tức là không cần biết là cái chiêu này có đúng chú hay không, chú tránh được cháu lại lên, cháu lại lên, cháu lại lên. Đấy, thì tại sao lại về nách để đánh tiếp. Còn nếu mà trúng rồi thì chả cần phải về nách làm gì. Vì khi mà trúng rồi như này nó bay lung tung, nó bay lung tung thì nó không về nách được nữa. Nhưng mà quan trọng là mình vẫn phải ý thức được là dù mình không đánh trúng đối thủ, mình đánh trúng gọi là đánh gió thôi. Đánh gió để ví dụ như này thôi, đánh tiếp để dọa anh ra, ví dụ thế. Thì mình phải cứ phải có tâm niệm là mình phải đưa về nách đã. Còn trúng hay không thì xử lý tiếp ở giai đoạn tiếp theo. Mình trúng một cái mình phải hãm côn rồi mình đưa nó ra để cho nó khỏi bật lại mình. Đấy. Và mình cũng căn là cái đoạn này là sẽ đoạn vào trúng đối thủ này. Đấy. Đoạn 10 phân cuối. 5 phân cuối càng mạnh. 10 phân cuối là an toàn. Vào giữa là hơi bất an toàn. Yếu. Vào phần này càng yếu. Nó lại có phần của đầu mình này. Đấy. Cuối nhá. Bây giờ chúng mình lại kẹp lách này. Kẹp lách vào mổ như vừa nãy nhá. Đấy, chú sẽ cần phải dương cái côn lên thế này một tí. Để dương lên thế này để mình dễ ra cái này hơn mà. Khi mổ này, khi mổ cháu sẽ hướng dẫn cho chú mổ. Chú hãy đưa tay chéo lên. Cái hướng của mình sẽ chéo lên nha. Đấy, đấy, tung côn ra. Đúng rồi, đấy, chú tập rất tốt cả. Bây giờ chú cháu mình sẽ nhún xuống thế này nhá. Nhún xuống này, bắt đầu. Cháu nó hô ấp một cái thì chú lao lên chú đánh nhá. Chú bây giờ, ấp. Đó, về phải kịp thời, mình phải hãm để đưa về nách nhá. Nào, lại nào. Chú phải nhớ di chuyển cái chân nhẹ nhàng thôi. Cái chân chú di chuyển như con mèo ấy. Đây, nhìn cháu này. Đấy, cháu rất là nhẹ. Cháu không như này. Không phải lên như này. Như này nhá, cháu lên này. Đấy. Chân phải bước lên trước, chân trái dê theo sau. Chú cháu mình tập lại nào. Bây giờ tập nguyên chân đã nhá. Tập nguyên chân, không tập tay nhá. Nào, chú bị này. Đấy. Sai. Nào, lại nào. Nào, bây giờ nghiêng ra sau này, tiếp chân này lên, bước lên. Đấy, lên chân này theo. Rồi lùi về. Nào, lên này, lên. Đấy, lùi về. Bước, nhảy lên. Đấy, giống như kiểu là cái trò chơi nhảy bước ấy. Đây này, chú nhỉ, nhảy này. Đấy, mình phóng đại lên nó lại thành như thế nhá. Đây, mình chỉ việc nhấc chân này lên, chân này đi theo. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta mình nhảy nhẹ nhàng thế này thôi. Đấy, nó chỉ khác. Đấy, chính xác. Chú di chuyển đúng rồi đấy. Nào, bây giờ mình sẽ tập mổ nhá. Chuẩn bị này. Up. Kẹp luôn. Đấy, đợi lùi về, vút bước. Lùi về lại lấy cái chân sau nó đi trước nhá. Đấy, nào chuẩn bị nào. Up. Đấy, lùi về.
Đấy, mình phải về mình phải hãm đúng vào nách ấy. Nào, chuẩn bị đi. Up. Đấy, lùi về. Chính xác, đấy chú tập đi. Chú tập để cháu chỉ cho. Cháu sẽ sửa sai cho chú. Nào, up. Về đây chú cố gắng kẹp vào nách luôn nhá. Tức là lên đánh ngay xong lại lùi về luôn. Không ạ, đấy nhá. Mình đánh. Thì mình phải lùi về để mình đánh tiếp. Xong mới lùi về. Xong xuôi mình mới lùi về. Cảm lại xong mới lùi về. Vâng, đúng ạ. Đập lại cảm lại mình hơi khó. Đúng, chú thủ tay cao đi. Tại sao thủ tay cao, ví dụ cho đá một đòn như này chứ không có tay ở trên là chú chết. Bởi vì cái cổ, cái phần mặt này là rất là quan trọng này. Chú thủ thế này lên này. Kẹp nách chú thủ lên, lên này. Đây mình thủ chéo như này. Để nếu như mà cháu đá thấp thì chú thủ xuống. Thủ xuống, cho cùi chỏ xuống. Thì cháu đá trúng cái chỗ cùi chỏ này là cháu gãy chân, đau chân. Đúng không? Còn nếu mà chú cúi đầu một tí thế này, cúi xuống một tí thì có phần tay nó đỡ cho chú rồi. Đấy, như thế. Chính vì thế cháu mới bảo là phải có tay thủ. Chứ không phải mình đánh là tay mình cứ đánh thõng như này. Là tay này là hở vô dụng cái này này. Mình bảo phải như này. Cái tay này vẫn phải thủ như thế này nhá. Đấy, nó làm việc của nó đấy. Chứ không phải là nó để đẹp đâu. Nào, lên. Kẹp, rồi, đuôi vệ. Đấy, lên. Cứ lên, đánh xong đã, rồi hắn lùi nhá. Lên. Đấy, đuôi vệ. Lên. Rồi, rút chân về là rút chân sau đã. Từ từ chú tập rút chân sau đã làm sao chiếu. Đúng rồi đấy. Lên. Lùi về. Chính xác. Bây giờ như này nhá. Cháu sẽ hướng dẫn cho chú cùng với cái di chuyển vào đây. Chú cháu mình tập di chuyển sang đây đúng không? Thì bây giờ chú tập cho cháu, bây giờ cháu làm trước nhá. Bây giờ cháu đứng đây này. Bây giờ cháu dích sang phải. Nãy mình dích sang trái đúng không? Bây giờ mình dích sang phải. Mình vẫn có thể dích sang đây để mình đánh xuống vào cái tay đối thủ. Nhưng mà bây giờ để cho thuận tiện trong cái việc kéo khách này và dạy cho chú dễ, cháu sẽ hướng dẫn như sau. Đây, chú lại dích sang đây. Đánh ra. Không phải là đánh lên đây nữa, mà đây. Cái kẹp nách này rất hay. Đấy nhá, cháu cứ để anh nhé. Anh em trước này, anh em sau, rút chân này. Anh em sau, rút chân này, anh em sau. Đánh tứ phía luôn. Chính vì thế cái tay này hướng đi đâu thì nó đánh về đấy. Mặc dù là cháu đang thủ ra đằng trước thế này, đối thủ lao lên, đánh gậy vào đây. Cháu dích sang đây. Thì lúc đấy đối thủ ở đây mà đúng không? Cháu không thể đánh lên đây, không có ai được. Sau đây cháu bổ vào đầu một cái luôn. Đây, ví dụ nhá. Cháu trực quan cho chú này. Chú lại lấy cái này lên này. Đây, cháu mượn cái côn chú giúp cái đi. Chú đứng lên đây. Chú đánh vào phần đầu cháu. Ví dụ nhá. Đấy, chú đánh vào này. Đây, mình sẽ... Đây, chú đứng quay sang đây một tí để cháu hướng dẫn cho các bạn cho dễ nhìn nhá. Đây này, bây giờ chú lao lên chú đánh này. Đấy, đây. Đấy, cháu sẽ ra đây. Và lúc đấy, cái cần cháu cần đánh nó là đánh vào đây. Hoặc đánh vào đầu của chú. Đấy, vì mình ra đây là mình tránh được cái gậy rồi. Nhưng mà cái này sẽ có một cái hạn chế. Đấy là cái đường gậy và đường chém của nó sẽ đi dài. Đi dài ra. Đấy, đấy. Nếu mà chú đánh dài nhá. Chú đánh dài ra, nếu cháu không di chuyển đủ ấy, cháu chỉ tránh được cái đòn ở đây thôi ấy. Cháu chỉ ra đến đây thôi thì cái này vẫn đi tiếp vẫn toàn cháu đúng không nào. Chính vì thế nên là cái này cần phải di chuyển rất nhanh. Được. Và nó phải rốt ra tận ngoài này rồi mới đánh. Thì cái này là sẽ hơi bất lợi. Đúng rồi. Thì bây giờ nhá, ví dụ nếu mà để khắc phục như vậy, cháu vẫn thủ như thế này. Cháu vẫn thủ như thế này, chú lên đánh này, chú lên đánh đi. Đánh này, thì cháu sang bên này. Sang bên này thì cháu lại, đấy chú giơ tay ra. Đấy, trong cái quá trình này cháu sẽ đánh xuống. Cháu sẽ mổ rất đơn giản thôi. Cháu sẽ đánh xuống. Đấy, thế là chú bung ra. Thế nên là cái di chuyển cái chân nó rất là quan trọng. Không phải là cái côn này mình tập chuẩn rồi này. Nhưng mà cái chân của mình ý, phải biết di chuyển. Nếu không mình đứng một chỗ nó sao đánh được. Đứng một chỗ mình chưa kịp đánh nó lao vào nó đánh mình rồi. Làm sao mình đánh trúng cái tay của nó để chặn được. Hoặc là chẳng nhẽ mình đứng một chỗ mình cứ tập đỡ trên đầu như này à, đúng không? Di chuyển. Đấy, phải di chuyển. Quan trọng. Đúng rồi, đấy. Đấy. Thì cái đấy là cái cháu chia sẻ qua một chút cho chú như vậy nhá. Thì hy vọng là về chú sẽ tập luyện tốt hơn. Và khi nào mà chú có thời gian mà sang Hà Nội ấy, qua bên này thì chú cứ gọi điện cho cháu và cháu sẽ chia sẻ cho chú nhiều hơn. Cháu cảm ơn chú. Chào các bạn nhá. Cảm ơn cháu.